tiếp tục của buổi tối live đêm nay anh em. Đêm nay là đêm mùng 4 tháng 1. Đầu live ta mở hàng cái con quần sa mạc này đi. Quần này là bụng 104, chất vải kaki. Chất vải caro 104 anh em, đôn về 100 được nha, dài 116 112. Trước thì quần rất là đẹp như thế này này. Quần đằng trước thì rất là đẹp, nhưng mà đằng sau nó bị dơ ngay cái mông này. Anh em nhìn thấy không ạ? Ngay cái phần mông này, dơ ở đây. Đấy, dơ ở đây nhá. Quần đều đẹp hết, của lính Mỹ đã qua sử dụng chút. Em bán 200.000. Một cái quần sọc là em bán 350, quần này bán 200.000 mà 42 mở hàng đầu like giùm em ha. Tiếp một con áo multicam chất vải caro của lính Mỹ anh em. Multicam vai của nó là 47. Vai 47, dài 70. Vai 47, con này là 70 kg. Vai 47, dài 70, 70 kg. 300.000 mã 43, 93, 95%. Một cái tem US này. Bên này có, được có một tem thôi. Cái form của thằng Multicam là nó rất là gọn nhá. Nó không có lùa thùa như kiểu mấy cái thằng rần ri đâu. Tiếp một con quần rần ri vải kaki có đai đôn anh em. Bụng của nó là 90 anh em, có thể đôn về được 85. Dài quần là 104. Dài quần là 104, quần từ trên này xuống đều và đẹp, nhưng mà chỗ này nó bị cái gì nó móc một chút này. Đó, ba chấm nhẹ nhẹ như kiểu xước xước một chút. Qua bên này cũng hai lỗ này. Đấy, hai lỗ nha. Ở dưới ống quần này nó bị xước một chút nhẹ. Rồi, quần đằng sau mông thì đẹp như gái 18 luôn. 250, mã 44. Quần người ta 500.000 bán 250, nó bị lỗi vậy em. Tiếp một con quần, con áo M65 màu bạc. M65 thân nhựa. Thân nhựa cổ nhựa. Thân nhựa cổ nhựa. Vai của nó là 53. Size medium, dài áo là 80, medium regular. 70 đến 80 kg, cao 1m7 đến 1m74. Hàng cấp phát nha. Con này tem đầy này, 1 2 tem, 3 tem. Ở dưới này nó bị quát, bị dơ quá. Trên vai còn có tem nữa. Con này dòng đời sau này cho nên từ năm 2000 trở về đây cho nên nó cổ tay không có V ha. Cổ tay đều. Sau đều. Cổ tay này, anh em để giùm em cái cổ tay này nó quát rồi nha. Ở đây nó không bị quát nữa này. Rồi. Hết nha anh em. Lưu ý giùm em là đặc biệt con này nó có quát line 90, 93%. Vải thì dày dặn lắm. Con cái là không được mới lắm thôi. Nhưng cái dàn tem này đủ tiền áo của em rồi đó. Một cặp tem vai, một cặp tem ngực là hai cặp, ba cặp, ba cặp rưỡi là 350. 350 mà con áo này em bán cho anh em 490.000 mã 46. Con này là 70 đến 80 kg nha anh em. 70 đến 80 kg. Cao 1m7 đến 1m74. Cái dàn tem là đủ rồi. Hả? Chốt giùm em mã 46 ạ. Tiếp một con này là vải caro, con này giống 100 cô tông quá à. Vải caro mềm mại nha anh em. Con này là màu gì nhiều hay màu nâu nhiều. Vai của nó là 49 và dài áo của nó là 80. Size medium regular. Tem còn rất là mới luôn này. Để em coi cái thử cái tem này nó đúng là 100 cô tông luôn ha. Dòng này 100 cô tông cực kỳ mát nha anh em. Áo hàng của lính Mỹ à. Nâu nhiều. Còn mới và đẹp. 400.000. Mã 48. Mới 96% trở lên.
Ở đây giặt ra nha, biết đâu bao ra luôn. Màu nâu nhiều, ai thích màu nâu nhiều là vác con này này, 70-80 kg. Anh em 70-80 kg. Đấy, 70-80 kg. Chốt giùm em con này 400.000 100 cô tông nhá. Cái thằng 100 cô tông khác mà 50 cô tông khác nha anh em, không giống nhau đâu. Chơi ai mà chơi 100 cô tông rồi là không có muốn bận 50 cô tông nữa. Bởi vì nó sướng quá, mát mà. Tiếp một con kaki này. Con này kaki của lính Mỹ. Vai của nó là 50. Dài áo là 74, 50-74 ạ. Trên này đều đẹp, 300.000 US Army mã 41. Con này đều 93-95%. Không có lầm lỗ gì hết, không dơ gì hết. 93-95%. Con này 70-80 kg, chốt cho em được cái cặp tem đẹp. 300.000 mã 41. Cái cặp tem này anh em biết sao không? Bình thường mà tìm một cặp nó đều màu khó lắm. Bên vai có một cái tem nữa là ba cái tem. Ba tem 150 nha. Chốt mã 41 giùm em ạ. Thêm một con áo tác chiến này. Con áo tác chiến lưới. Con này thì dây keo nhựa. Mấy dòng tác chiến này toàn là dây keo nhựa không à. Anh em nào mà có chật thì mở thêm cái đường rầy này ra nha. Đường rầy này thì vô tư đi, muốn mở bao nhiêu cũng được, em mở hết đát thế đó. Mở hết đát một bên nữa, chơi hai bên luôn chứ. Để ta coi con này được bao nhiêu ký nha. Rồi. Áo này ghi lê thì không nhất thiết là chiều dài anh em. Chiều dài nó còn áo dài áo 60. Tác chiến của Mỹ nha. Đây là bao nhiêu cái túi anh em đừng quá chừng túi nó bỏ vào nó phồng nó mới đẹp. Còn đẹp lép như thế này là nhìn chưa chả có thấy đẹp được của nó đâu. Con này là free size 80, 60, 70, 80, 85, chưa được 90. À, đấy là những cái size mà em đọc cho anh em á. Đấy, tức là con này nếu mà nhỏ thì cứ đôn vào và to thì cứ mở ra. 85 còn 90 là bụng thon gọn chứ còn 90 mà bụng to không chui lọt đâu. Rồi, chốt cho em con này bán rẻ luôn. Bình thường cái thằng tác chiến này anh em biết là 1,5 triệu, 1,8 triệu phải không? Bán rẻ con này chỉ có 750 mà 40, trời ơi là trời. 900 ngàn là chết cha được, bán 750 nữa chắc là em bán nhà em đập lỗ quá. Mã 40 anh em. Chuẩn bị đập nhà bán nhà đập lỗ luôn này. Nhà không có bán, thuê nhà người ta bán rồi đập cho. Tiếp con này màu xanh rêu. À, con này màu ô liu. Con này là thời trang, không phải là tác chiến, cũng không phải là cái gì của Mỹ nha, gọi là thời trang lính thôi. Vai 45 và dài áo 63. Anh em nào mà thích mua những con áo rẻ tiền, chẳng hạn như mình thích chơi một bộ đồ á, bẩn dưới quần quần áo của lính M65 gì rồi, nhưng mà mình muốn mua một con áo giáp. Chơi giáp là chơi sành điệu mà đắt tiền, phải không? Nó là phải mấy triệu rồi, bây giờ mình chơi con rẻ rẻ tiền thì đầu tiên mình chơi nhấp nháp thôi. Chơi mấy con này thôi đã, không? Đấy là một cái phong cách của lính, nhưng mà mình chơi nhẹ nhẹ nhàng nhàng thôi. Cái đầu khóa bên này vẫn kéo được nhưng mà nó bị mất răng rồi. Đấy, chơi con này nhẹ nhàng thôi này, con này là 70-80 kg. Đấy, size medium á, 70-80 kg. Còn chiều dài thì nó không có nhất thiết là phải chiều dài nhá. Áo ghi lê này thì có những con áo nó bận khỉ khỉ như vậy cũng được. Áo đẹp, chốt cho em con này giá rẻ 500.000 mã 39. Ít tiền mình chơi ít cho bữa nào bắt đầu là đẹp ưng rồi á, phong cách mình cảm thấy phối hợp ok mình chơi giá đắt.
chơi những loại áo tác chiến rồi những loại áo áo giáp ha. Áo giáp thì nói đúng ra là mình anh em cũng ít khi chơi, chỉ vào mùa đông mới chơi thôi. Tiếp một con cọp dọc nha anh em. Cọp dọc này vải nó rất mát, mà thằng cọp dọc này thường là 75, vai của nó là 54, dài áo là 77. Con này của mấy nhà? 3 túi thôi, 300.000 mà 83 bán rẻ anh em. Cọc dọc này, cái thông thường cọc dọc là của hãng Ranger, mã 38 nha. Cọc dọc hầu hết là hãng Ranger nó sản xuất. Ba hình như ba bơm nước trao hả? Nước gì mà vài bên. Ba bơm là nó xịt nước ướt đầy dưới sao? Hết cái. Rồi, ai ưng con này đồ mới là 90-93% chốt giùm em. Con này 300.000 mã 38. Mã 38 ạ. Mã 38 nha anh em. Thế một cái quần rần ri vải kaki này, con này nó bị mất hai cái nút. Hai nút, anh em nào mua thì nhắc em đơm vào hai cái nút nha. Nó mất cái nút và nó đơm vào một cái nút hơi ngổ ngổ một chút. Quần này có đai đôn, bụng của nó là 88. Bụng 88, đôn về là 83, dài quần là 96. Chất vải kaki quần lính Mỹ anh em. Con này bị rách ở đây này. Bị rách ở đây này. Nói chung quần thì trung bình nhưng mà cắt sọt, bán sọt nha. Ở đây nó cũng bị rách này. Ngay cái mép túi này anh em, mà cái túi này anh em ấy, anh em trần lại đi, trần lại cho chắc là nó sẽ không bị rách đây nữa, không thấy cái lỗ rách nữa nha. Bán giá quần sọt luôn. Ngoài này thì đều đẹp, đều đẹp hết. 390.000 mà 37. Con này rách là phải 85% là ít rồi phải không ạ? Vải thì dày dặn nhưng mà nó bị rách. Cái con này của Đức thì nó dày như M65 nhưng mà cái mũ là mây liền nhé. Mũ này mây liền chứ không phải mây rền. Vai của nó là 52. Vai 52 dày 88. Của Đức dày và dài. Con này dài là phải cao trên 1m78 mới vừa. Rồi con này là 93-95% mũ liền nha, không có rời được nha anh em. Anh em nào mặc tô cao thích form măng tô thì quýt con này nhé. Form măng tô á, form dài thì ngang cái đầu gối của em. Con này 80-90kg. Ở đây có cái dây eo nữa anh em, mà thích anh em rút eo này. Đấy, đôn lại là nó tạo phọc, nó điểm nhấn ngay eo này nhé. Chốt giùm em 400.000 mã 36. Đọc lớp tớp vậy mà mã 36. 400.000 mã 36 anh em. Con này bẩn đã đời luôn, chùy của Đức. Đồ của Đức là chùy đã đời luôn á. Tiếp một con satin nhá. Satin của lính Mỹ này, con này là màu xanh xám xám. Vai của nó là 46, rách lũng rồi, dài áo là 71, bị rách lũng một phát sau lưng á. Chơi satin thì nó rất là mát nhưng mà áo mới này. Satin hàng cấp phát đàng hoàng anh em. Đó. Đều màu và đẹp luôn, nhưng mà ở sau lưng bị lũng một lỗ này. Đúng một lỗ con thịt anh em về mảng nha. Em dán để báo lỗi thôi. Anh em về mảng chữ L là ok, bẩn lao động. Đừng nói bẩn lao động. Đi uống cà phê đi đâu cũng được hết. Bán giá như quần áo kaki thêm vàng. 300.000 mã 45. Satin chưa bao giờ có cái giá mà tụt xuống như thế này như đâu anh em ạ. Chưa bao giờ có cái giá tụt như thế này luôn á. Con này là 65-75kg.
được ba cái tem đây nữa chứ, có phải đùa, ba tem được 150 và con áo này chỉ còn có 150.000 nữa thôi. Chốt nhanh nha. Tiếp một con áo nỉ này. Áo nỉ con này lại sao bo. Con này thì chiến rồi, áo bo này. Vai của nó là 45 năm. Dài áo là 57. Áo này rất là khó bẩn bởi vì toàn là nó ngắn, nó chật không à. Anh em nào to to muốn bẩn là không bẩn được. Hàng của Mỹ đàng hoàng nhá. Ở đây còn đai đôn nữa, mở cho được cái áo là hết ngày luôn rồi. Đúng không? Mở con áo là hết ngày luôn này. Đấy. Hết một ngày. Ở dưới năm 1963, hàng Thế Chiến nha. Em đo lại cái chiều dài để anh em mình coi mà. Cái chiều dài của nó là 57, 57 thì nó hơi ngắn phải không ạ? Nó bẩn như áo philot. Bẩn như áo philot. Bẩn ở trên cái cặp quần á. Con này em bẩn là vừa xít xoát luôn. Nhưng mà ở trên này nó được 70 kg. Ở trên này này là được 60 đến 70 kg. Còn cái phần đai này là nó nằm ngay cái eo này. Đẹp tuyệt vời, Thế Chiến. Rồi, con này không có lầm lỗ gì hết. Con này bình thường là 1 triệu nha. Bán con này 500 nghìn thôi, mã 53. À, 35. Mã 35 con này hơi bị tuyệt luôn đó. Ai mà chơi mà... Nói chung mà chơi mà chưa biết tới con này thì chắc phải giao lưu ở các hội đồ lính để biết thôi. Chứ con này... Nói về là đẳng cấp lắm rồi đó. Ai in chốt giùm em nhá. Tiếp con này là lễ phục. Con này cũng vậy luôn này. Con này cũng là thằng Thế Chiến nhưng mà tùy theo từng đời. Hai con khác nhau, con này size 36R. Con kia nó short, con này không có short. Con này là vai 48. Dài áo là 60, con này dài hơn chút. Hai màu này nó hơi lệch nhau nhá. Con bên con này là màu xanh rêu, con này là màu cổ úa. 500.000 mã 34. Ở đây nó hơi dơ chút, giặt giùm em tí. Gọi là hơi dơ một chút xíu, con này to hơn chút á. Con này ở trong có một cái lớp lót nữa cho nên nó đỡ nhột. Còn con kia là trực tiếp luôn. Con này nhìn to mà cuối cùng lại chật hơn con kia hả? Con này chỉ được 5 đến 60 kg thôi này. 50 đến 60 kg. Rồi chốt 550. À 500 mã 34. 500.000 mã 34. Tiếp một con áo sa mạc đá. Chất vải cơ kỳ của lính Mỹ, vai của nó là 46. Vai 46, dài 73. 300.000 mã 47. 300.000 mã 47. Con này được 93, 95%. 6-70 kg. Ai ưng chốt giùm em con này 300.000 mã 47 ạ. Bụi rồi. Mã 47 nha anh em. Tiếp một con này vải kaki này. Vải kaki con này là vai 50. Dài áo là 77, dài áo 77. Mới và đẹp nha anh em. Con này là đẹp nhưng mà vẫn được 93% thôi. Ở đây nó bị dơ một phát và có vết in nút rồi này. Có vết in nút rồi. Hai cái vé cổ là hai cái tem này. Hai cái ngực là hai cái tem này. Hai cái vai có hai cái tem nữa là bốn cái tem, là sáu cái tem là 300.000. 300.000 con này là 75 đến 85 kg. 75, 70 đến 80 cũng được. Anh em bận rộn thoải mái. 300.000 mã 33.
này mới kem xà beng chưa có sử dụng. Vai của nó là 43 và dài áo của nó là 77. 33. Ủa con này 77 sao này nhìn nó ngắn vậy ta? Em đo lại cái chiều dài. 70, dài áo 70. Mũi kem xà beng chưa có sử dụng nha anh em. Con này mới kém nha. Mũi kem xà beng này. Con này 60 đến 70 kg bụng thon gọn thôi nha, còn mà 70 bụng to là không có chơi nổi đâu. 60 thôi. 300.000 mã 32. Ai mà có bụng thì phải 60 kg thôi. Mũi kem. Còn mà bụng không có, bụng gọn này kiểu dạng tập gym á, mã 32 nha anh em. Tiếp một cái quần này mới kem. Mới mà to. Có đây đôn nha. Bụng là 112, đôn về là 105. To, đại bự và mới. Dòng này chắc 100 cô tông quá. Dài 120. Chắc 100 cô tông quá. Nó nó mới và nó mềm vải như 100 cô tông luôn. Ta coi nhé. Chắc chắn là 1,100 cô tông mới đúng. Trời ơi, đời này đời tem in luôn nè. À, tem in luôn nha. Nó không ghi phần trăm cô tông nhưng mà con này em chắc chắn 100 cô tông luôn. 300.000. Mã 31. 300.000 mã 31. Hết rồi. Em cảm ơn tất cả anh chị em và hẹn anh chị em qua sáng ngày hôm sau nhé. Em chúc mọi người ngủ ngon. Xin chào.